Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân mến. Hôm nay đầu tháng thì em xin phép được lên sóng cho các bác hai chiếc mặt bàn cực kỳ là VIP. Và hai chiếc mặt bàn ngày hôm nay chất liệu là gỗ hương hay cốc đỏ Nam Phi nha các bác nhá. Đấy. Và chiếc bàn đầu tiên, chiếc bàn này thì có đường kính là 1m6, có độ dày là 20cm. Đấy, nếu mà các bác đã theo dõi hoặc là quan tâm thì các bác có thể biết ngay về cái dòng hương hay cốc đỏ đúng không ạ? Riêng cái thằng hương hay cốc đỏ thì vân của nó chỉ có vân sọc là nhiều thôi. Đấy, nhưng mà riêng chiếc mặt bàn ngày hôm nay, chất vân sọc có này, vân núi có này, vân sụn có này. Các bác thấy đẳng cấp không ạ? Và chiếc mặt bàn này thì cực kỳ là VIP luôn nhá. Vanh hết rác và có độ dày 20cm. Đường kính là 1m6. Vân cực đẹp. Chất phải nói là cực đỏ. Đây là cái tông màu gỗ tự nhiên của nó các bác nhá. Riêng chiếc mặt bàn này thì phải nói là cực kỳ là khô rồi. Bên em đã phơi và xẻ gối và hàng phơi, hàng sấy thì rất là khô rồi. Đây là những các cái vệt nứt này. Nứt này là nứt răm do cái quá trình mình sấy gỗ. Đấy. Thì nó là bình thường đúng không ạ? Quá VIP luôn. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Vân sụn này, phải nói là thôi rồi luôn đúng không ạ? Nếu mà xẻ gỗ mà tấm nào hoặc là cây nào mà có vân sụn thì chắc chắn một điều rằng là cây đấy chất rất là rắn, chất rất là đanh luôn các bác ạ. Đấy là chiếc mặt bàn đầu tiên các bác nhá. Đấy, vân sụn cực đẹp. Quá là đẹp luôn. Đấy. Đây em quay qua cái đầu gỗ cho các bác cùng xem này, đầu gỗ này. Phải nói là chất đỏ au luôn. Quá đẹp. Để em đọc lại kích thước của cái chiếc mặt bàn đầu tiên nhá. Chiếc này thì là đường kính là 1m6, độ dày là 20cm. Và tiếp tục đến chiếc mặt bàn số 2. Chiếc mặt bàn số 2 thì không kém cái mặt bàn số 1 đâu các bác ạ. Nó chỉ kém vào cái kích thước thôi. Chiếc mặt bàn này đường kính là 1m5, độ dày là 16,5cm. Bên em nhá, đo chính xác từng cm cho các bác nhá. Đấy. Mặt bàn này có độ dày là 16,5, đường kính là 1m5 các bác ạ. Rất đẹp, quá long lanh luôn. Riêng cái mặt bàn này thì phải nói là mặt nu và sụn thì là kín mặt luôn rồi. Hàng đẹp không tì vết. Và chất gỗ thì không phải suy nghĩ luôn, đây là tông màu gỗ tự nhiên các bác nhá. Tông màu gỗ tự nhiên nhá. Phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy là hai chiếc mặt bàn gỗ hương lên sóng cho các bác. Giá thành thì sao ạ? Hàng sản xuất tại xưởng, không qua trung gian nên giá thành rất là hợp lý cho các bác luôn. Bác nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số hotline sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Phản ngượng Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.